Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Chương trình Thời sự sáng nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chợ Đồn, đến nay toàn huyện đã có 33 trường hợp được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 ngày 1 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ. Các trường hợp được hỗ trợ chủ yếu là người đã điều trị COVID-19, cách ly y tế với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 50 triệu đồng. Song song với việc triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ, huyện Chợ Đồn cũng tổ chức xét duyệt đối với 35 trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ cách ly y tế tập trung thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo Nghị quyết 16 ngày 8 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục các đối tượng được hưởng hỗ trợ để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định. Các địa phương trên địa bàn huyện Ngân Sơn vừa triển khai cho người dân đăng ký tiêm vaccine phòng chống COVID-19 trong cộng đồng. Việc triển khai cho người dân đăng ký tiêm vaccine phòng chống COVID-19 được thực hiện khi Việt Nam chính thức phát động chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 trên toàn quốc từ ngày 10 tháng 7 năm 2021. Kể từ thời điểm này, bất cứ người dân nào từ 18 tuổi trở lên đều có thể đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 với chính quyền thôn bản hoặc trên các nền tảng ứng dụng số. Căn cứ vào số lượng người đăng ký tiêm chủng, số lượng vaccine được cấp, Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của huyện Ngân Sơn sẽ bố trí tiêm chủng cho phù hợp khi có nguồn vaccine do tỉnh phân bố. Bước đầu cho thấy người dân huyện Ngân Sơn đã tích cực đăng ký và mong muốn sớm được tiêm vaccine COVID-19. Thưa quý vị, hiện nay hoạt động sản xuất và thương mại của ngành hàng gỗ đang chịu những tác động không nhỏ của dịch bệnh COVID-19. Do vậy, để thích ứng trong mùa dịch, các cửa hàng kinh doanh gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tìm phương án sản xuất phù hợp nhằm đảm bảo thu nhập cho gia đình và ổn định việc làm cho các thành viên. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, lượng khách hàng đến cửa hàng đồ gỗ nội thất Tuyến Loan ở tổ 11C, phường Đức Xuân, mặc dù có giảm, song nhờ đổi mới, cải tiến mẫu mã sản phẩm, cùng việc phát triển sản phẩm theo thị hiếu và nhu cầu của người tiêu dùng, cửa hàng này vẫn có những đơn đặt hàng từ khách nội tỉnh. Cái thị hiếu của người tiêu dùng nó cũng thay đổi một số, ví dụ là một số là tầm trung tuổi người ta vẫn thích cái đồ sang trọng, hàng cao tiền hơn một chút, người ta cứ mua từ tầm 30 đến 40 triệu. Nhưng mà giới trẻ hiện nay thì là xu hướng nó lại khác. Thì là mua cái tầm nó khoảng 10 triệu đến 15 triệu thôi. Còn tại cơ sở đồ gỗ nội thất Xuân Hùng, việc thực hiện giảm giá, khuyến mại là giải pháp mà cơ sở này đang thực hiện. Nhờ chính sách ưu đãi này, trung bình mỗi tháng cửa hàng vẫn xuất được hàng chục đơn hàng với giá thành trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng một sản phẩm. Vì cái hàng mình nó có lâu năm rồi, chủ yếu là giảm giá từ 15 đến 40%. Giường với tủ với những kệ bàn ghế này. Còn cơ quan thì những cái bộ bàn ghế nhỏ. Còn những khách của đấy thì bàn ghế to hơn. Những năm trước đây, nhu cầu của người dân về đồ gỗ nội thất tăng cao nên việc kinh doanh mặt hàng này rất phát triển. Tuy nhiên trong 3 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình kinh tế của nhiều gia đình bị ảnh hưởng. Thu nhập giảm mạnh, người dân thắt chặt chi tiêu, cắt giảm mua sắm đồ nội thất. Từ đầu năm đến nay, sức mua loại hàng hóa này trên thị trường đã giảm khoảng 40 đến 60%. Đặc biệt có những cửa hàng sức mua còn giảm tới 70%. Trước những khó khăn này, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đồ nội thất trong tỉnh đã có nhiều giải pháp để thích ứng. Trong cái thời điểm dịch bệnh như hiện nay thì cơ sở của đồ gỗ Vũ Cương luôn hướng tới những thị trường coi như trong tỉnh thôi. Thì phát triển sản phẩm tốt nhất rồi là giá thành hợp lý để cho bà con ở dân Bắc Cạn người ta sử dụng cái sản phẩm của mình. 8 tháng đầu năm nay, nhờ đổi mới phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, thay đổi cách tiếp thị và bán hàng, đồng thời áp dụng công nghệ vào thiết kế mẫu mã sản phẩm, các cơ sở sản xuất kinh doanh đồ gỗ nội thất trên địa bàn tỉnh đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm lâu dài cho các thành viên và người lao động, với mức thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng một người một tháng.
Hòa mình cùng cuộc chiến chống dịch COVID-19, thời gian qua các văn nghệ sĩ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tích cực sáng tạo nên những tác phẩm đặc sắc hướng về đề tài này nhằm lan tỏa rộng rãi hơn cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 của cả nước đến mọi tầng lớp nhân dân. Các văn nghệ sĩ trong tỉnh thời gian qua đã tích cực sáng tác nhiều tác phẩm thơ ca, nhạc họa, lan tỏa những thông điệp nhân văn, yêu thương, sẻ chia cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Trên các số của tạp chí Văn nghệ 37, thường xuyên đăng tải nhiều bài thơ, truyện ngắn, tranh cổ động, mẩu truyện vui để tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 của các tác giả như Dương Khâu Luông, Trương Mạnh Sáng, Nguyễn Văn Lợi, Trần Ngọc Kiền. Mỗi tác phẩm dù ở các thể loại khác nhau nhưng đều mang thông điệp tuyên truyền, nhắc nhở mọi người chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh của chính phủ, của Bộ Y tế để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. Những tác phẩm đa dạng về thể loại và mang đậm tính nhân văn về đề tài này đã góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống của công chúng và cùng lan tỏa tinh thần phòng chống dịch bệnh thông qua lăng kính văn học nghệ thuật. Khác với kỳ nghỉ của các năm trước, năm nay trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Đoàn Thanh niên thành phố Bắc Cạn đã tổ chức ra quân tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Vào các buổi chiều hàng ngày, các đoàn viên thanh niên của thành phố Bắc Cạn chở loa di động qua các tuyến phố của thành phố Bắc Cạn để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Đây là hình thức tuyên truyền sinh động thu hút sự chú ý của người dân. Bên cạnh đó, thông qua fanpage, Zalo, Facebook, Đoàn Thanh niên thành phố cũng đã tuyên truyền tới cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân chấp hành nghiêm nội dung công văn số 1696 của Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Cạn về phòng chống dịch. Qua những hình thức tuyên truyền trên đã góp phần giúp người dân nắm bắt đầy đủ, kịp thời về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, cách phòng chống dịch bệnh, đồng thời nâng cao ý thức phòng chống dịch trong đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, hồng không hạt là cây trồng thế mạnh mang lại thu nhập cao cho người dân thôn Khuổi Phây, xã Nghiên Loan, huyện Bắc Nẵm. Tuy nhiên năm nay nhiều diện tích cây hồng không hạt bị sâu bệnh, bị chết mà chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả, khiến nhiều vườn hồng không có quả, gây thiệt hại cho người trồng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Mùa thu, như mọi năm, diện tích hồng không hạt của gia đình bà Long Thị Thân, thôn Khuổi Phây đang trong giai đoạn thu hoạch quả. Nhưng năm nay, hơn 200 cây hồng của gia đình bà đều bị rụng gần hết. Quả ít, nhiều cây hồng bị chết từ ngọn xuống, khiến nguồn thu từ loại cây ăn quả đặc sản của gia đình năm nay không có. Cây hồng bị bệnh, khiến gia đình bà và nhiều hộ trong thôn lo lắng. Nhà bà thì trồng ba khu nhóm, nhưng mà cứ thêm mỗi năm mấy cây thôi. Mấy năm trước thì không có bệnh gì, cũng bà cũng là thu hoạch được dần 20-30 triệu rồi, nhưng mà 2 năm nay là sâu bị đục thân, đá đục vào thôi thì lấy cái thuốc gì trị cũng không kịp nó. Bây giờ năm nay là không được thu hoạch rồi, có quả nào cứ rụng quả đấy hết. Diện tích của chị là hơn 200 cây. So với năm ngoái thì năm ngoái nó sai, năm nay không có quả. Thôn Khuổi Phây, xã Nghiên Loan là một trong những thôn trọng điểm trồng hồng không hạt của huyện Bắc Nẵm. Cây hồng được người dân đem về thôn trồng từ những năm 1990-1991, thấy hợp với thổ nhưỡng và cho năng suất cao. 74 hộ dân trong thôn đã mở rộng diện tích trồng. Nhiều hộ trồng từ 100 đến 200 cây, hộ ít trồng từ 10 đến 20 cây. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, cây hồng không hạt bị bệnh với hiện tượng rụng lá và quả non. Nhiều cây còn bị chết do khô cành. Bà con trong thôn đã sử dụng nhiều biện pháp phòng trừ, nhưng tình hình sâu bệnh vẫn không được khắc phục và vụ hồng năm nay thiệt hại nặng nề. Bị sâu độc thân cắn hết rồi, quả rụng hết không có quả đâu. Thế mình có biện pháp chăm sóc gì không? Chỉ có lấy thuốc có phát tốc về, giỏ xuống gốc mà cũng không được hết đâu. Một số không chết nó vẫn cắn, thế thì không có quả, rụng hết quả. Nhà mình thì toàn thôn cũng tự giác về tìm thuốc về phun, xong rồi lấy vôi về bôi, nó vẫn không có hiệu quả. Thế là ở thôn này thì có nhiều hộ bị như mình hay không? Cả thôn bị như thế này hết. Thế nào quả hồng là cứ bị như thế này hết, không chỉ nhà mình. Hiện cây hồng không hạt bị sâu đục thân hay bệnh thán thư gây hại, thì người dân thôn Khuổi Phây, xã Nghiên Loan cần sớm phối hợp với chính quyền địa phương, phòng chuyên môn để kiểm tra và có biện pháp quyết liệt trong công tác phòng trừ sâu bệnh, theo đúng hướng dẫn để bảo vệ diện tích cây hồng không hạt đặc sản của địa phương.
Huyện Bắc Nạm vừa được bổ sung 1.250 liều vaccine viêm da nổi cục đợt 2, nâng tổng số liều vaccine viêm da nổi cục được cấp tiêm tại địa phương là 2.950 liều. Để việc tiêm phòng đạt hiệu quả, huyện Bắc Nạm yêu cầu các xã xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể, thông báo tới từng thôn bản để triển khai tiêm. Trong đó ưu tiên tiêm phòng cho đàn trâu bò của 6 xã vùng dịch là Nhạn Môn, An Thắng, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nghiên Loan, Cổ Linh. Được biết, dịch bệnh viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Bắc Nạm đã khiến 890 con trâu bò của 340 hộ tại 40 thôn bản bị mắc bệnh, trong đó có 66 con bị chết. Dự kiến huyện Bắc Nạm sẽ triển khai tiêm vaccine đồng loạt cho đàn trâu bò trong tháng 9 này. Theo thống kê, hiện nay huyện Ba Bể mới có 53% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Đây là một con số khá thấp so với những yêu cầu bức thiết về bảo vệ môi trường như hiện nay. Trên thực tế, hiện nay tại huyện Ba Bể, phần lớn các hộ dân đều thực hiện các mô hình chăn nuôi nhỏ. Vì thế, việc tận dụng và xử lý chất thải cũng chưa được quan tâm đúng mức. Chính điều này đã gây hậu quả xấu về môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Như chất thải chăn nuôi thải ra các ao hồ, kênh mương hoặc đường thoát nước sẽ gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, không khí, đất và các sản phẩm nông nghiệp khác. Khi mức độ ô nhiễm cao sẽ gây ra nhiều căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, ngoài da và gây cảm giác rất khó chịu. Chất thải chăn nuôi, nhất là ở các vùng có dịch bệnh, các khu giết mổ còn chứa nhiều loại vi sinh vật gây bệnh, có nguy cơ phát sinh thành dịch, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thưa quý vị, huyện Bắc Nạm có 10 cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị được rà soát thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn phê duyệt với tổng diện tích đất trên 5.214 m². Trong đó, khối đơn vị sự nghiệp có 3 cơ sở nhà đất với tổng diện tích là gần 2.000 m², được điều chỉnh phương án giữ lại tiếp tục sử dụng sang phương án điều chuyển. Đối với khối cơ quan hành chính có tổng diện tích là 3.300 m², với 4 cơ sở nhà đất được điều chỉnh theo phương án tiếp tục sử dụng sang phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 2 cơ sở được điều chỉnh phương án giữ lại tiếp tục sử dụng sang phương án điều chuyển. Việc rà soát điều chỉnh bổ sung sẽ được cập nhật đầy đủ nội dung thay đổi, biến động về nhà đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công. Tại thành phố Bắc Cạn, để thuận tiện cho việc rẽ sang đường, nhiều người dân đã tự ý mở lối rẽ qua giải phân cách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và mất cảnh quan đô thị. Tại các tuyến đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua tổ 3 phường Phùng Trí Kiên, khu vực đầu cầu Bắc Cạn hay trước cổng bệnh viện Đa khoa Bắc Cạn, người dân tự ý mở lối rẽ với diện tích chỉ vừa đủ xe máy, xe đạp rẽ qua. Thậm chí một số vị trí còn đổ thêm bê tông xuống lòng đường để thuận tiện hơn cho việc lên xuống. Điều này rất dễ xảy ra tai nạn giao thông vì những chỗ rẽ tự phát thường khuất tầm nhìn, không có biển báo, khiến người tham gia giao thông bị động. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương và ngành chức năng cần tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân bảo vệ của công, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đồng thời kiên quyết xóa bỏ các điểm lối rẽ tự phát đã được người dân tự ý mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.